Yo, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Lại một cái bản cập nhật được cho ra mắt ở trong máy chủ thử nghiệm rồi anh em ạ. Cái bản cập nhật lần này mang đến rất nhiều nội dung mới này. Đó là tướng mới con bát đúng không ạ? Rồi thì là trang phục Epic mới tháng 7. Rồi thì thay đổi về chỉ số tướng vân vân và mây mây. Buổi sáng anh em đã xem cái video clip của Mỡ làm về cái vị tướng bát rồi đúng không ạ? Đó là chất tướng đấu sĩ kiêm tanker ba con nhà bà đạo. Là con của Claude, của Franco, của Masha, tùm lum tà la các thứ các kiểu luôn. Nếu chưa xem, hãy quay lại xem cái video clip của Mỡ buổi sáng ha. Còn nếu đã xem rồi, vậy thì hãy cùng khép mông lại, ngồi ngay ngắn. Chúng ta sẽ cùng đến với những cái thay đổi có trong bản cập nhật lần này của Mobile Legends ở trong máy chủ thử nghiệm anh em ha. Ok, cái nội dung sắp tới mà chúng ta có ở đây đó chính là đấu sĩ Badan có trang phục mới ở cấp độ Epic với tên gọi là Fist of Gen, nắm đấm của Gen. Theo thông tin của Mỡ nhận được ý, thì đây là cái trang phục được cho ra mắt ở trong cái sự kiện Epic Showcase sẽ có vào ngày 6 tháng 7. Có vẻ như là cái trang phục Epic của cái vị tướng Badan này nó sẽ không có trong Lucky Box vòng quay may mắn của tháng 7 nữa đâu anh em ơi. Chi tiết cụ thể ra sao và hết bao nhiêu kim cương để mà có được cái trang phục Badan Fist of Gen này, hãy cùng đón chờ trong thời gian tới. Mỡ sẽ làm cái video clip chi tiết ha. Chưa hết nữa nha anh em ơi. Đó chính là cái trang phục long giáp Dragon Tamer của Kimi với tên gọi là Frostwing, đôi cánh băng giá sẽ được cho ra mắt vào ngày 9 tháng 7 năm 2020 với giá bán là 899 kim cương, giảm 30% tuần đầu ra mắt. Đây là cái trang phục thứ hai mà Kimi có được. Bên cạnh đó là Kimi mèo không gian, một trong những cái skin Lucky Box khá là đắt đỏ của cô nàng này. Skin mèo không gian thì có giá là 4.500 kim cương, còn cái trang phục long giáp này thì rẻ hơn anh em ạ. Nhưng mà nó cũng là một cái trang phục thuộc biệt đội, cho nên là mỗi một cái trang phục Epic nó có một cái chất riêng anh em ơi. Ok, đó là những cái sự mới lạ về trang phục thôi. Giờ chúng ta sẽ đến với những cái sự thay đổi đến từ kỹ năng của các vị tướng ở trong máy chủ thử nghiệm anh em ha. Và có lẽ rằng đây là cái câu chuyện như cơm bữa rồi. Khi mà những cái vị tướng đang được làm lại cho cái dự án Next của Moontoon á, họ vẫn đang được chỉnh sửa chi li từng thông số một này. Đó là Tử Long, đó là Alu, đó là Tywill, Layla, Saber, Mia. Chỉnh sửa rất nhiều những cái nội dung nhỏ lẻ. Và như thường lệ, đến khi nào những cái vị tướng này cùng với những cái vị tướng mới kiểu như là Benedetta hay là Khalid được cho ra mắt, Mỡ sẽ mang đến cho anh em một cái video clip hoàn chỉnh hơn sau ha. Và cái vị tướng đầu tiên được chỉnh sửa trong cái bản cập nhật này đó chính là cái vị tướng Yi San Xin. Thông số đầu tiên đó là giảm nhẹ tầm đánh, đòn đánh cơ bản của cái vị tướng Lý Thuấn Thần này. Với nội tại của Yi San Xin, tốc độ nhận được từ thuyền rùa khi mà Xin cỡi lên á sẽ tăng nhẹ từ 15% lên thành 21%. Cùng với đó, đồng bộ hóa kích cỡ cũng như là hiệu ứng lúc Yi San Xin phi thuyền rùa sao cho nó chuẩn xác nhất. Tiếp đến, chúng ta sẽ có buồn của Khu Fra khi mà cái vị tướng tanker mạnh nhất nhì Mobile Legends này đã có những cái động thái bị giảm sức mạnh ở giai đoạn đầu game của Moontoon. Giảm như thế nào? Đó là giảm như thế này anh em ạ. Chiêu thứ nhất, bạo chúa báo thù búng người đi của Khu Fra, lượng máu tối đa của cái vị tướng tanker này chuyển sang sát thương, trước đây là 10% ở mọi level đúng không ạ? Giờ sẽ được sửa lại thành mới level 1 ý, thì sẽ là 7.5%. Và khi lên mắc cái chiêu này, nó mới là 10% anh em ơi. Về cơ bản, cuối game khi lên mắc chiêu thì vẫn vậy, nhưng giai đoạn đầu game, Khu Fra sẽ yếu đi rõ rệt ở cái lượng sát thương gây ra. Chiêu thứ hai, khối cầu công kích của Khu Fra, lượng máu tối đa mà cái vị tướng này chuyển sang sát thương ý, ở chiêu này trước đây là 5% ở mọi level, nhưng mà bây giờ nó sẽ đổi thành từ 3% cho đến 6%. Đầu game là yếu đi rõ rệt, gây ít đam hơn. Tuy nhiên, cái quan trọng nhất ý, đó là khả năng chống chịu của Khu Fra ở cái kỹ năng thứ hai này sẽ bị giảm đi 10% ở giai đoạn đầu game. Giờ đấy, khi mà cái kỹ năng thứ hai khối cầu công kích mới học ở cái level 1 ý, thì thủ vật lý cũng như là thủ phép mà Khu Fra nhận được sẽ bị điều chỉnh về thành 50% cho đến tối đa là 100%, thay vì từ 60% cho đến tối đa là 100% như trước đây. Hiệu ứng làm chậm cũng bị giảm xuống từ 0.5 thành 0.2 giây anh em ạ. Nói chung là giờ khả năng chống chịu của Khu Fra nó sẽ ít đi rất nhiều. Sát thương gây ra từ chiêu 1 và chiêu 2 cũng sẽ là ít đi ở giai đoạn đầu game. Và cái khả năng làm chậm của chiêu 2 cũng là ít đi luôn. Mà về cuối game, cơ bản không bị giảm sức mạnh đi quá nhiều. Nó chỉ giảm cực kỳ mạnh ở giai đoạn đầu game thôi anh em ạ. Ok là, tiếp tục này. Valir, chiêu 2 thổi lửa sẽ tăng nhẹ thời gian hồi chiêu thêm khoảng 2 giây, từ 11 giây và tối đa là 9 giây lên thành 13 giây và tối đa khi mắc level đó là 10 giây. Ở vị tướng Kaza, chiêu 1 của cái vị tướng người chim to nhất Mobile Legends này sẽ giảm khá mạnh sát thương cơ bản
từ 150, 350 xuống chỉ còn 120 và 720 mà thôi. Cùng với đó, thời gian hồi chiếu cũng giảm nhẹ đi khoảng 1 giây và lượng mana tiêu tốn cũng giảm đi khá nhiều đấy anh em ạ. Ui, nhưng quan trọng nhất ở đây này, đấy là cái chiêu cuối áp chế phán quyết thần thánh của Kaza sẽ bị giảm đi 15% tầm thi triển. Chiêu cuối của Kaza giờ đây sẽ có tầm tung chiêu ngắn hơn quá nhiều rồi anh em ạ, sẽ phải lại gần đối phương để mà có thể thi triển được. Và cuối cùng, đó là nội tại của Kaza, lượng máu tối đa cộng thêm vào sát thương sẽ bị điều chỉnh từ 6% xuống chỉ còn đó là 4% mà thôi. Sát thương phép cộng thêm từ trang bị lại tăng thêm 30%. Đây là một điều chỉnh mà khiến cho Kaza sẽ phải phụ thuộc vào đồ phép nhiều hơn là máu của anh ta hoặc là máu của mục tiêu. Ôi, còn ở cô nàng Esmeralda anh em ạ, khiên hàn nguyệt của cái cô nàng pháp sư này đã bị nớp, giảm khả năng tạo giáp ảo đi khá nhiều. Bên cạnh đó, chiêu 2 cũng sẽ giảm hiệu ứng làm chậm từ 25% xuống chỉ còn 10% mà thôi. Và bên cạnh đó, tối hóa mô tả kỹ năng. Nếu như bản cập nhật này là buồn của Kaza, Esmeralda cũng như là Kufra thì Banban lại là quá vui đi anh em ơi, khi mà cái vị tướng đỡ đòn này được búp nhẹ ở cái chiêu thứ hai xoay đều của mình đấy anh em ơi. Sát thương cơ bản được tăng nhẹ từ 60, 185 lên thành 50 và 200. Với cơ bản đầu game hơi yếu đi một tí nhưng mà tăng mắc thì nó sẽ là hơn 15 điểm. Sát thương vật lý cộng thêm từ 35% tăng lên thành 50%. Và cuối cùng, chiêu cuối giảm khá nhiều thời gian hồi chiêu xuống khoảng 8 giây đầu game và 2 giây cuối game khi mà đã tăng mắc cái chiêu cuối này. Cái vị tướng đỡ đòn Gatotkaka tiếp tục nhận được búp sức mạnh. Chiêu 1 của cái vị tướng này tăng nhẹ từ 75, 150 lên thành 100 cũng như là 150. Giờ đây, chiêu 2 thì được tối ưu hóa cái hiệu ứng thi triển lên những cái mục tiêu có hiệu ứng cản cũng như là đỡ. Và cuối cùng, nội tại của Gatotkaka giờ đây sẽ được hồi máu dựa trên lượng nộ tiêu thụ anh em ạ. Quá là ngon luôn, quá là ngon luôn. Rồi, chúng ta có tiếp theo, đó là cái vị tướng Cyclop búp nhẹ ở chiêu 1 của vị tướng này thêm khoảng 30 đam ở mọi level. Đối với Alpha, chiêu cuối của Alpha lại bị nếp trở lại như cũ anh em ạ. Moontoon gửi lời xin lỗi đến anh em chơi game. Nước đi này mình đi nhầm, cho mình đi lại. Buồn của Alpha và cú chôn quá thôn đến từ Moontoon. Anh em nhớ cái bản cập nhật trước không ạ? Alpha là một trong những vị tướng mà mỡ nói thật với anh em là quá mạnh với cái chiêu cuối, gây ra lượng đam cực kỳ khổng lồ. Mà làm sau cái video clip đó hình như là mỡ chơi hơi ngu. Moontoon thấy được cái video clip của mỡ làm, cho nên là Alpha lại quay trở lại như trước đây anh em ạ. Đam lại bé yển như trước đây luôn. Ok là. Rồi chúng ta gần hết rồi anh em ơi. Tiếp đấy là Ranger này. Chiêu 1 của Ranger được búp đam cơ bản lên thêm khoảng 15 đến 30 điểm. Tuy nhiên, sát thương vật lý cộng thêm giảm nhẹ đi 10%, từ 80 xuống chỉ còn đó là 70% mà thôi. Chiêu thứ hai của Ranger tăng nhẹ sát thương cho 2 phát bắn cơ bản sau khi mà cái vị tướng này lướt đi bằng chiêu 2, từ 10, 20% lên thành 10 đến 30%. Và chiêu cuối giảm khá cái lượng sát thương đến từ 3 cái phát bắn của cái vị tướng Ranger này. Sát thương cơ bản cộng thêm sẽ giảm từ 100% xuống chỉ còn 70%. Kỹ năng này đồng thời cũng gây 12% sát thương tương ứng với lượng máu đã mất của kẻ địch. Cái này sẽ được quy thành sát thương vật lý anh em ha. Và chúng ta có cái vị tướng tiếp theo ở đây, đó chính là Vale này. Một cái tin vui đến từ cái anh chàng Vale ở đây, đó là Vale được búp cực mạnh ở bản này. Cụ thể đó là như sau. Chiêu thứ nhất tăng thêm khoảng từ 20 đến 50 đam ở mọi level. Chiêu thứ hai tăng làm chậm từ 30 đến 40%. Vẫn là chiêu thứ hai anh em nha. Mà nếu chúng ta lên theo cái nhánh gọi là hất tung ý, thì sẽ tăng thời gian khống chế từ 0.9 lên thành 1.2 giây hất tung. Và chiêu cuối, nếu như mà chúng ta lên theo nhánh sát thương, sẽ tăng mạnh sát thương của Vale từ 960, 1440 lên thành 1200 và 1800 sát thương anh em ạ. Tức là tăng lên khoảng độ từ 300 cho đến 400 đam ở cái chiêu cuối. Upshot ở đây, chúng ta có vị tướng xạ thủ Claude. Claude chính thức bị giảm sức mạnh ở khả năng hút tốc đánh và hút tốc chạy đến từ chiêu thứ nhất nghệ thuật trộm cắp. Trước Claude đánh cắp được từ 3.5% đến 6%, thì giờ Claude chỉ còn đánh cắp được từ 2% đến 4.5% mà thôi. Và chúng ta có cái thay đổi cuối cùng ở đây đến từ cái vị tướng xạ thủ Kimi. Chiêu 1 của Kimi, sát thương cơ bản cộng thêm điều chỉnh từ 42% xuống thành từ 34 đến 44%. Đầu game thì Kimi hơi yếu một chút, cuối game thì hơi khỏe một chút. Sát thương phép cộng thêm cũng sẽ được điều chỉnh đang từ 48% xuống thành từ 40 đến 50% anh em ạ. Chiêu 2 của Kimi, kẻ địch giờ sẽ khôi phục tốc độ di chuyển nhanh hơn sau khi mà chúng thoát ra khỏi cái vị trí có chiêu 2 của Kimi. Và chiêu cuối của Kimi tăng thời gian hồi chiêu từ 24, 16 lên thành tối đa là 28 và tối thiểu cần thời gian hồi chiêu là 20 anh em nha. Ok là, và bây giờ chúng ta sẽ đến những cái thay đổi về chiến trường, về trang bị, về phích lỗi của các cái vị tướng cụ thể là như sau. Thứ nhất, sửa lỗi sát thương không chính xác được hiển thị khi mà Hurley dùng chiêu cuối lên Koopa, con sói của Popol. Tiếp theo, sửa lỗi Yu Zhong ở trong chế độ đấu hỗn loạn liên quan đến việc cái vị tướng này chuyển hóa hình dạng đang từ người sang dạng rồng.
Chúng ta có cái chỉnh sửa thứ ba, đó là sửa lỗi chiêu 1 của Leslie khi mà đi từ bụi cỏ ra. Đôi khi chúng ta sẽ thấy Leslie vẫn còn ở dạng hơi lờ mờ, giống như là đang đứng trong bụi vậy. Sửa lỗi hiển thị máu của Argus không chính xác khi mà cái vị tướng này thi triển chiêu cuối. Sửa một cái lỗi đột ngột xảy ra khi mà Johan và Luigi có mặt ở trong cùng một cái trận đấu. Ok là, rồi bây giờ đến trang bị ha. Ở phía trang bị này, sắp tới, đây sẽ là những cái trang bị sẽ bị thay đổi về chỉ số. Trang bị gươm thất hải tăng nhẹ sát thương vật lý lên thêm 5 điểm. Nội tại ám sát sẽ được tăng sát thương cơ bản, từ đó đánh được cường hóa từ 180 lên thành 240. Tuy nhiên, sát thương vật lý cộng thêm sẽ bị giảm tới 40%, từ 100% xuống chỉ còn 60% mà thôi anh em ạ. Đối với trang bị gươm tuyệt vọng, món đồ công đắt nhất game sẽ bị giảm đi 10 sát thương, từ 170 xuống chỉ còn đó là 160. Trang bị giao thợ săn cấp 3 ấy, sẽ bị nớp sát thương đi cực mạnh. Giờ sát thương gây ra sẽ đổi thành sát thương vật lý thay vì sát thương chuẩn như là trước đây. Chúng ta còn một cái chỉnh sửa mà anh em cần lưu ý ở đây, đó là chỉnh sửa đến từ cái bùa đỏ với thông số là như sau này. Sát thương cho 3 vai trò xạ thủ, pháp sư và hỗ trợ sẽ điều chỉnh cái lượng sát thương, đó là 50 cộng với 60% sát thương vật lý, giờ thành 50 cộng với chỉ đó là 30% sát thương vật lý thôi anh em ạ. Nhưng lại cộng thêm 50 nhân với tốc độ tấn công nữa, hiệu ứng làm chậm giảm từ 30% xuống 20%. Tương tự, chúng ta có 3 cái vai trò ở đây, đó là vai trò sát thủ, đấu sĩ, tanh cờ đỡ đòn, đam cũng sẽ thay đổi tương tự và hiệu ứng làm chậm cũng sẽ bị giảm đi 20%. Về cơ bản là Mutun đang có những cái động thái giảm cái tầm ảnh hưởng của bộ đỏ đi ở trong những cái diễn biến của trận đấu. Và một cái điều chỉnh cuối cùng ở đây mà mợ muốn đề cập đến với anh em, đó chính là liên quan đến vấn đề AFK anh em ạ. Cụ thể là như sau, nếu như mà chúng ta AFK theo kiểu cố tình AFK ấy, nhưng mà chúng ta cách ra nhiều lần á, thì vẫn sẽ bị tính là AFK và người AFK sẽ bị trừng phạt bởi hệ thống. Nếu như mà chúng ta AFK quá số lần cho phép trong một cái khoảng thời gian quy định, người chơi thậm chí là sẽ không nhận được sao hoặc là điểm cho dù trận đó người chơi đó có giành chiến thắng đi chăng nữa. Và tiếp theo đó là cái cuối cùng, người chơi nào mà AFK quá nhiều lần sẽ bị cấm khỏi chế độ đầu xếp hạng trong một cái khoảng thời gian khá là dài anh em ạ, dài ạ. Đó, ở trên đây là toàn bộ những cái chia sẻ của vợ ở trong cái bản cập nhật, có thể nói là big. Nó cập nhật rất là nhiều nội dung anh em ạ. Ra mắt tướng mới, ra mắt skin mới, chỉnh sửa kỹ năng của rất nhiều tướng và những cái chỉnh sửa liên quan đến hệ thống. Không biết rằng anh em quan tâm đến những cái chủ đề nào ở trong cái video clip này. Đừng quên để lại cho mỡ một like và một subscribe, cũng như đón xem những cái video clip tiếp theo của mỡ sẽ có trên kênh ha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.